ngày cuối tuần những thông tin nổi bật nào được các báo đăng tải, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Trước hết là thông tin trên báo Tuổi Trẻ liên quan đến việc bình thường mới sau Tết Nguyên đán trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại một số địa phương tăng nhẹ so với trước đó. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận tại Hà Nội, dù trung bình mỗi ngày vẫn có hơn 2.700 ca mắc mới, nhưng trong bối cảnh độ phủ vaccine COVID-19 cao, số ca phải nhập viện điều trị thấp. Sau Tết Nguyên đán, Hà Nội đã quyết định mở cửa lại trường học, các hoạt động kinh doanh dịch vụ lễ hội. Tại Quảng Nam, ngoài việc từ tháng 11 năm 2021 đã thí điểm đón khách quốc tế và trong đợt Tết vừa qua đã đón 60.000 khách nội địa, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tỉnh này còn tập trung cho sự kiện khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 vào ngày 25 tháng 3 và hàng chục sự kiện trong suốt năm 2022. Nan giải xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc là tiêu đề bài viết trên báo Thanh Niên. Theo báo này, thì tình hình xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán đang gia tăng trở lại, nhưng tình trạng ách tắc ở cửa khẩu vẫn luôn ám ảnh doanh nghiệp Việt. Báo Thanh Niên cho biết ở Lạng Sơn đang tồn 1.646 xe, trong khi đó việc chuyển hướng sang đường biển hết sức khó khăn và đã xảy ra không ít trường hợp tranh chấp khiếu nại bồi thường. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, việc chuyển đổi từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch với thị trường Trung Quốc là mục tiêu lâu dài. Đối với chính sách Zero Covid của Trung Quốc như hiện nay thì thông quan chính ngạch cả đường bộ, đường biển đều bị chậm. Với đường biển còn gặp vấn đề thiếu container rỗng và giá cước tăng phi mã. Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo thị trường Trung Quốc vẫn còn rủi ro, nên nông dân và doanh nghiệp cần chủ động giảm sản lượng trồng trái vụ, chỉ duy trì khoảng 30-40% so với khả năng và tăng cường sản phẩm chế biến từ rau quả để cung cấp cho thị trường này. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu và các đối tác đã tài trợ 1,5 triệu euro cho dự án xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản đạt chứng nhận sinh thái công bằng tại Việt Nam. Dự án này được xem như đòn bẩy thúc đẩy thực hành sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chuỗi cung ứng các sản phẩm nông sản sinh thái, góp phần phát triển nền kinh tế tuần hoàn, sinh kế bền vững ở Việt Nam. Nhiều chuyên gia chia sẻ với báo Sài Gòn Giải Phóng, để thúc đẩy nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam, cần tập trung tăng cường thông tin và kết nối sâu rộng giữa các đơn vị, từ hợp tác xã sản xuất đến doanh nghiệp phân phối và cuối cùng là người tiêu dùng. Và dự án xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản đạt chứng nhận sinh thái công bằng tại Việt Nam, EcoPair ra đời với sứ mệnh thay đổi hành vi các tổ chức và cá nhân nhằm đưa ra những biện pháp tích cực về xã hội và cải thiện môi trường. Dự án đào tạo cho hơn 1.000 doanh nghiệp, tiếp cận hơn 1 triệu người tiêu dùng, quảng bá về tiêu dùng bền vững. Khi các doanh nghiệp được chứng nhận bền vững sẽ được kết nối với khách hàng có yêu cầu mua hàng bền vững trên toàn thế giới. Thưa quý vị, 2 năm qua, dịch COVID-19 bùng phát đã khiến cho kinh tế xã hội nhiều đất nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy trên thế giới, quốc gia nào 2 năm không bùng phát dịch? Đây là thông tin thú vị của báo Vietnamnet. Theo báo Vietnamnet, cho tới đầu tháng 2 năm 2022, Tonga là một trong số ít quốc gia không có ca nhiễm COVID-19 bởi áp dụng chính sách đóng cửa biên giới suốt 2 năm. Hai ca nhiễm của nước này dương tính với virus SARS-CoV-2 trước đó được cách ly sau khi nhập cảnh. Cho đến ngày 10 tháng 2 vừa qua, Tonga mới bùng phát dịch. Các xét nghiệm đã xác nhận biến thể Omicron dễ lây lan đã dẫn tới đợt bùng phát dịch trong cộng đồng đầu tiên của quốc gia này.